Rồi mới vô nhanh nha má. Ê từ từ. Trời mới vô chạy bích 5.6 luôn. Quá. Lên 10 chơi. Lên luôn. Lên lên con gà bắt con gà luôn. Quá. Hey. Tốc độ như vậy. Quá. Quá, má nó 15 rồi. Quá, chết mẹ. Thôi 14 thôi. Thôi 12 thôi mẹ ơi. Nó mệt quá. Đè vô. Lên hoài à. Đời sống văn minh gắn liền với home sim đẳng cấp. BBT hân hạnh cung cấp đến các bạn những giải pháp tập luyện tại nhà hoàn hảo từ phân phối thiết bị. Hướng dẫn tập luyện, giáo án và giải pháp dinh dưỡng. Tôi Duy Nguyễn, BBT CEO hân hạnh đồng hành cùng các bạn. Xin chào mấy em. Anh có cái bọn quay phim mà không ngày nào không lo cái chửi hết. Chửi đi nó mọc nổi luôn á. Biết chửi gì không? Nope. Nè, anh coi nè, anh coi cái này hài nè, không chửi không được. Ê đâu mày bỏ cho tao chữ ghim phục vụ cuộc sống lên tường nhà coi chơi coi. Nó ngồi đó vô nó bỏ mà. Má nó bỏ xong tấm hình thôi, mày xóa mẹ luôn đi. Mày xóa mẹ luôn đi, cái tường tao đẹp vậy đó, mày bỏ nó đẹp hơn. Nó bỏ hả? Nó để ô vuông chà bó thô kệch dày chữ thì nó leo lề leo liếc luôn, không canh ra con khỉ khô gì hết trơn hết á. Rồi nó cỡ đang đau đầu cái mặt tiền nhà quận 9 đó. Bây giờ nên giữ cái trường phái châu Á gọi là nhí nhà nhí nhố, hay là trường phái châu Âu nó sập và nó sang, biết nào thiết kế không? Nope. Điền vô đi mấy em. Nó rồi chưa kể anh tập bữa nay á, đã dưới anh không tập cardio, tại vì mục đích của anh á, anh sẽ lên trên anh test, anh thử nghiệm chứ không phải quảng cáo nha, biết gì đâu quảng cáo, chỉ là thử nghiệm chỉ là test thôi. Cái máy chạy bộ F63 đó, anh test để coi nó có ngon không, nó có đáp ứng được nhu cầu của anh không. Nếu mà nó đáp ứng được nhu cầu của anh á thì thằng nào nó cũng đáp ứng được rồi, tại vì không bảo đảm không có nào mà mua máy chạy bộ ở nhà mà nhu cầu nó ghê hơn anh đâu, không có thiệt. Vậy thì em nói thiệt với em luôn, cái máy F63 đó là hàng của đệ Mỹ Đế chứ không phải là Mỹ Đế, thấy không? Nhưng mà anh á, anh đã thử rất là nhiều máy của Mỹ Đế rồi, anh đi nhiều tiểu bang của nước Mỹ thử máy Mỹ Đế rồi cũng nhiều lắm em. Tính năng tính nót đồ này nọ thì nói thật sự mình nhìn á không phải mình nổ, chứ anh nó cũng chọn cái hệ máy chạy bộ cho cả phòng gym của anh đó, nó thông minh lắm em, cái máy cực kỳ thông minh. Đó. Mà mấy cái máy Mỹ Đế á, mấy cái máy bên Mỹ Đế luôn nha, nó hơn cái khác. Yes. Nhưng mà nói về cái độ thông minh á, nó không bằng. Tức là có thể là bên Mỹ Đế nó mạnh cái phần TV mấy em. Đa phần mấy máy nó kết nối với TV á, mấy cái đài truyền hình của Mỹ á. Nó kết nối vô, nó bật program rồi lên, nó chạy nọ rồi khi mà bạn chạy bạn có cảm giác như chạy trên bãi biển đồ, chạy trên rừng rú đồ, nó hơn được cái đó. Còn mấy thằng máy của anh dưới nó không có. Anh không chơi màn hình LCD. Tại vì bên màn hình LCD ở bên Mỹ Đế nó kết nối được. Ở bên Việt Nam không lẽ kết nối với VTV coi thật sự. Nó không có. Cái đó là câu chuyện của phòng gym nha. Còn bây giờ cái phòng cái máy chạy bộ mà có 25 triệu thôi em, 25 triệu là tiền bao ship rồi đó. Wow. Bao ship luôn gần xa thì cũng giá đó, thời bảo hành đồ tất cả mọi thứ full gói. Hướng dẫn tập luyện training đồ các kiểu. Thì cái máy F63 đó nó có tính năng nó kết nối dựa trên một cái app. Đó là cái app mà tên là cái hãng thương hiệu là Son rồi fitness app. Em lên trên Android á hay là trên Apple Play, ủa phải CH Play, Apple Store phải không ta, Apple gì á, Apple Store hay gì đó, thì các bạn sẽ tìm ra được cái app này, bạn cài vô rồi bạn kết nối với cái máy thì lúc đó là nó có thêm một sự thông minh. Còn nếu mà không kết nối bạn vẫn có xài được thôi, chứ không phải là bắt buộc phải kết nối mới xài được, nghe chưa. Nhưng mà tại cái app nó đẹp hơn, mình kết nối mình nhìn trên máy này nhìn nó xịn sò và nhìn nó dễ thao tác hơn thôi. Trời ơi, nhắn tin cho nó. Nó dạ sếp. Má uống Aminokem cho nó quần, chịu không nổi ông nội. Đồ uống Aminokem là nó quần nha ba. Chứ không phải là như là EA. Em uống EA nó không quần. Nhưng mà uống Aminokem á, em tập chừng một set đó, mới ra lao một hồi xong kêu vô tập nữa. Mà mày không tập nữa nó quần. Nó cái thằng Aminokem nó rất là bí diệu. Rồi xong mình đang thấm Amrokem, mình còn chừa nữa bình lắc Amrokem, mình chạy lên mình kêu nó set up đi, má ơi nó kiếm thằng kia đi hút thuốc ở đâu á. Thường quay phim cho anh là hai thằng đó, giờ còn thằng kia đi đâu á.
xong rồi đợi nó lên, nó ngồi nó vác từng cái đèn, nó vác từng cái máy quay đồ, nó thôi mày làm gì mà mày cầm điện thoại quay lẹ cho nó, cho mau cho nó lẹ mày ơi. Anh thử tính năng máy thôi chứ anh chưa có nổ đâu, anh chưa có chém đâu. Khi nào anh rành rồi anh mới làm video hướng dẫn từng thành phần từng thành phần. Thì cái mục đích buổi quay của anh á là anh chỉ xác định là cái máy này chơi được không được thôi, nó 1 tiếng thôi. Á, chơi được hay không được? Đó, mà rất là may mắn. Chơi ok lắm em. Cái máy này chơi rất đã. Đúng không? Nó đã gì? Thứ nhất á là khả năng chịu đựng về cái trọng lượng cơ thể á. Tức là bây giờ một cái máy chạy bộ á mà nó home gym mà nó yếu ke làm chạy về là coi như banh cái máy, mà giỡn đâu, motor nó xì khói luôn á. Đó, còn bây giờ thông số kỹ thuật. Tất nhiên thông số kỹ thuật nó chỉ là thông số kỹ thuật thôi, bạn đồng ý không? Bây giờ tôi thẳng bằng luôn, bằng mua cái máy con tàu đi, cái thông số cái thật nó ghi đẹp vậy đó, bằng về bằng chạy đi là bạn cảm thấy nó khác biệt rồi. Còn mình phải đặt chân lên mình chạy thiệt cái đã. Mình chạy, anh chạy nè, chạy tốc độ cao, chạy tốc độ chậm, chạy dốc, đúng không? Thử mấy cái thao tác phím bấm này nọ kia, lên luôn, lên con gà, bắt con gà luôn. Tốc độ như vậy, qua má nó 15 rồi, qua chết mẹ, hồi 14 thôi, thôi 12 thôi mẹ ơi, nó mệt quá, đè vô lên hoài à. Đó thì về căn bản nó là ok, về căn bản nó là ok, và nó là một cái máy nhìn nó nhỏ. Mấy bạn nhìn trên hình, anh nhìn trên hình đằng kia, nó gửi hình anh này ráp xong này xếp nè đồ, thấy con nhỏ, ê sao nhỏ xíu vậy mày, ồ lại gần đẩy đi muốn gãy tay ba. Sau khi tập đó, trời ơi lại gần đẩy nó đi cất ông ơi, máy home gym mà, home gym á là phải có chỗ cất. Đó, mình cất đi cho nó gọn. Thì anh lên chạy búp 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 này nọ kia. Máy nó đầm nó êm. Cái sải chân nó dài nó không té mày. Sợ nhất là mấy chạy bộ nó ngắn, đúng không? Em đây coi những băng chạy đi. Cái băng chạy nó ngắn quá mà cái sải chân của em dài quá, anh chạy hồi nó rớt đây té bụp chết. Anh ấn tượng và anh thích cái máy này á. Ở chỗ là nó kết nối, nó tiện dụng, nó thông minh. Đó là những cái điểm mà anh thích. Còn tất nhiên độ bền cơ học nó phải đảm bảo. Chứ không dễ, lẽ giờ mày mua cái máy chạy bộ về mấy kia nó thông minh, cái não thông minh quá, chứng què. Nó chạy không được là đâu được. Đó. Nó thông minh còn hơn cái hệ máy Spirit của anh ở dưới phòng game đúng không em? Hệ máy Spirit của anh ở dưới là cũng như là một trong những máy mà anh khá là tâm đắc. Nghe, nói chung là anh cũng đi nhiều máy rồi, xong anh dòng lại Spirit nha. Thằng Spirit là anh chạy bộ anh cảm thấy rất là ưng. Nhưng mà thằng Spirit này nó không có được độ thông minh như thằng Son này. Thằng Son này nó chuyên về gia đình. Đúng không? Nó chuyên về gia đình, mà cái gia đình á ở đây á là cái mình nói cho thôi, chứ không phải là gia đình nó cùi. Em hiểu không? Tức là nó phù hợp với người làm nhà, người ta ở nhà, người ta tập, người ta nghĩ cái gì, người ta cần cái gì. Thì cái thằng Son này nó làm tốt cái đó. Đó. Mà cái Son là Son, anh thử là Son F63. Nó còn nhiều Son lắm em. Nó còn nhiều Son lắm, cái hệ Son lớn nhất là TT9. Đó. T9 á, cái đó chưa về. Cái đó hàng đó là kể như hàng phòng gym luôn lắm em, chứ không phải là hàng home đâu. Tại vì nó ghi vậy chắc tao ghi thằng khứa này ghi quá, nó né thuế Singapore hay gì mày ơi. Thằng này bên Singapore mạnh lắm, nó bán nhiều lắm em. Mà bên mấy nước phát triển khi để hàng thương mại độ giá tiền mắc hơn, đúng không? Hàng sau nhiều khi để như vậy thì thuế rẻ hơn, ví dụ vậy, ai biết đâu, kệ bà đi, mình không có đào sâu cuốc rễ đó. Còn mà em nè, nó nhiều dòng son lắm mà anh chỉ nhập có những cái dòng căn bản. Thứ nhất nhập dòng rẻ nhất. Tại vì sao? Tại vì dòng rẻ nhất thì dân nó thích nhất. Dân mày rẻ mà. Xong rồi anh nhập cái dòng tầm trung trung. Tầm trung là thằng F8. Thằng F8 mua một chiếc tặng mẹ liền mày. Trời đất ơi, mua một chiếc tặng mẹ liền. Trời đất ơi, mẹ đi sao với con, đồ này nọ kia mà không mẹ lên mà đi bộ thôi chứ sao. Người nhà người già chứ vậy đó em. Bây giờ kêu người già vô chương trình H2T thôi bỏ. Đúng không? Bây giờ dụ mẹ đi bộ được mừng thấy bà luôn á. Nhiều khi mình nói phải hổn chứ, nó dụ mẹ dụ nít. Nói mẹ ơi, mẹ đi bộ cái này nè, mà nhấn nhẹ nhẹ cái này ra. Xong mẹ ra mẹ canh nồi cá nè, đó không? Mẹ cũng tặng mẹ cái iPad rồi nè, mẹ vô cái này mẹ kết nối với phần mềm này, mẹ mở tiểu thuyết Kim Dung mẹ coi nè, đồ. Đó, xong rồi nhỏ em gái dưới quê nữa, nó lọt sọt lên chạy pẹt 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 nó hoài. Nó cứ chạy một lần 5 phút xuống. Nó ngồi học bài, xong một chút lên thấy 5 phút nữa. Cái đó ê. Bữa nào đó mày uống rồi mày uống cái này vô mày chạy một lần chừng 20 phút tao coi coi. Trời đất ơi, anh là ông hoàng thực phẩm bổ sung. Mà hầu như á nhà anh uống được có ngón nào biết món gì không? John. Uống được cái đó. Còn cái này uống được không con? Cái này uống có lên cân không? Cái này uống có khỏe không? Khổ ghê. Giải thích mệt lắm, không nhớ. Đó.
Rồi xong rồi anh còn nhập thêm cái dòng T9 nữa. Dòng T nó mắc hơn cái dòng F em. Dòng F là dòng bình thường thôi, dòng F là điện một chiều nha. Tụi em nên nhớ điện này điện một chiều DC, còn cái dòng T là điện xoay chiều AC. Đó. Thì cái dòng T đó anh sẽ để ở trong những phòng gym. Đó. Nhưng mà chỉ có thằng nào mua BT anh mới cho chạy. Vậy anh mới hỏi em nè, cái dòng home á với cái dòng commercial nó khác nhau cái gì? Nếu mà nói về thiết bị cardio, nó khác nhau này nè. Cái dòng home đó là cái dòng nó chăm chút, nó đầu tư về công nghệ hơn. Đó, tại vì nó là home, nó dành cho gia đình. Thì gia đình nó chỉ ít người, nó ít người thì nó đầu tư cho người đó rất là tốt. Nó hiểu được suy nghĩ người đó là gì. Đó, còn cái dòng mà gọi là dòng commercial á thì đa phần á nó là nồi đồng cối đá. Nó là nồi đồng cối đá thôi, chứ nó không phải là cái chuyện mà nó đi về công nghệ. Còn các bạn đầu tư cái dòng commercial mà các bạn đầu tư cho công nghệ đó thì các bạn sẽ đối diện với rủi ro. Rủi ro gì bữa sau tôi phân tích. Đó, nói chung cái này trong ngành trong nghề nhiều, phải nói chung ăn nhiều lựu đạn lắm mới biết em. Đó. Thì tao tóm lại, cái máy F63 đó anh chạy lên thấy không? Anh chạy bụp 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 mà cái tiếng nó rất là êm. Anh kêu mấy thằng media mà tắt hết âm thanh đi để tao nghe cái tiếng nó có ghê không. Trải nghiệm một đống chương trình là vui lắm em. Em không? Nó mà khi mà inline á, inline với delay lên xuống đó thì nó có bị kêu không? Nó có bị yếu không? Nó mà khi mà delay xuống dốc đó mình có bị trượt ra khỏi băng hay không? Cái đó là những tính năng quan trọng nhất. Rồi cái thứ hai nữa là cái gì? Khả năng gọi là thoải mái. Thoải mái là gì? Khi mình chạy mình mệt về mình giảm tốc độ sao? Ủa mà cái đó quan trọng chứ ông nội. Ông đang chạy mệt mà ông cầm cái ngón tay em chọt chọt cái màn hình và chọt trượt cái gấp cái mặt bật vô cái monitor chết liền. Nên cái thằng son này á thiết kế nút cầm hai bên, em đang vịnh em chạy thường thường em sẽ cầm, em vịnh bấm luôn rất là nhanh đó. Em bấm em đè luôn thì nó sẽ xuống liên tục, em nhấp thì nó giảm từng cái bật lên từng cái. Đó là tính năng về tiện dụng. Cái thứ ba là nó kết nối với iPad và điện thoại thông minh, nó có dắt cắm đầy đủ. Thí dụ như á bây giờ em xài điện thoại này nè thì nó kết nối bằng Bluetooth. Nó bật Bluetooth lên nó kết nối hai con với nhau. Còn nếu mà em xài mấy điện thoại như Huawei hay là Samsung á, có lỗ tròn tròn mấy giắc cắm 3.5 á thì em ghim vô luôn, nghe nhạc, nghe phone đồ tất cả mọi thứ, tai nghe. Em cắm tai nghe vô không cũng được nữa, nghe nhạc đồ nhiều kéo lắm em. Nó có lo ngoài nữa, lo ngoài lo trong. Nói chung á về cái tính năng điệu đà đó thì nó nhiều hơn cái máy tao phòng ghim nhiều. Còn nó thua cái máy phòng ghim là gì? Nó thua ở cái khung với nó thua cái motor á. Cái khung ở trong máy phòng gym phải cứng hơn, nó phải chắc hơn để cho nó bị bào cả ngày đó. Còn này tụi em đâu bào ngày đâu, cùng lắm bào tiếng hồ xong xì khói bạ rồi mà cũng chả con nào chạy nổi một tiếng nữa thiệt luôn á, đúng không? Chạy 5 phút rồi thở oxy, chạy 10 phút là mệt thấy bà nội luôn rồi. Xong rồi nên nó vậy, nó sẽ thua cái máy phòng gym ở chỗ cái khung và cái motor đó. Cái motor nó nhỏ, nó nhẹ lại thì nó ít điện hơn. Nó cái khung của nó thì cũng vừa phải thôi, chứ cái khung nó không phải nồi đồng cối đá đó. Nhưng mà nó hơn nó vật tính năng nha, hơn nó về lo về liếc, hơn về tính năng này tính năng kia, Bluetooth, nhịp tim, nhịp thở gì đó các kiểu, chương trình, rồi chưa kể vừa chạy vừa coi anh Duy Nguyễn livestream đồ. Phong Bùi 3 triệu. Nên tụi em nhìn qua cái máy đó tụi em rất có cảm tình. Nó còn anh nữa, nói cuối cùng về vấn đề thiết kế. Thí dụ như tụi em đi mua máy chạy bộ mà trong khung giá đi 25-30 triệu gì đó thì tụi em sẽ gặp mấy máy tàu là chắc. Gặp mấy máy tàu thì thôi, thiết kế thôi. Nói chung thì anh không nói, nhưng mà tụi em thấy nó thiết kế của cái máy này nó có một cái gì đó rất là tây. Và cái máy này á là cái nói chung là hàng của châu Á nha em. Hàng châu Á để của Mỹ đế. Đó. Thì mà người châu Á mình á nó làm được cái máy mà gọi là dạng dày thì cũng là cái mừng. Cái mừng làm sao biết không? Đó giờ thị trường đa phần là châu Âu với Mỹ. Nó ngồi nó làm mấy cái này để cho home gym gia đình và những cái resort á. Những resort khách sạn đó nó sẽ có những cái hệ máy dày. Còn bây giờ người châu Á mình giàu lên, người châu Á mình có điều kiện lo sức khỏe hơn thì nó phát triển những răng nem của châu Á, nó cung cấp những cái máy này đến từng quốc gia này nọ kia. Đó, và còn cái hãng này á là BBT sau quá trình nghiên cứu đó, làm việc về chính sách về này về kia hết tất cả thứ với hãng
thì quyết định phân phối độc quyền cái hãng này tại thị trường Việt Nam qua những cái dòng máy căn bản. Thì không chỉ là nó có cái máy chạy bộ không, F63 không, mà nó còn nhiều cái máy khác nữa. Còn nói chung trong dòng Son á, thì đa phần á, cho dù cái thằng cùi nhất, cái thằng VIP nhất, thì về mặt chương trình, tính năng nó là gần như nhau. Nó còn nó hơn nhau là hơn gì khung motor và hơn ở một số điểm thôi, chứ không phải là mua cái máy F63 này cùi quá không có tính năng gì hết trơn, không được. Không phải anh nghĩ là cái F63 này nó đầy đủ tính năng rồi. Đối với anh á, anh là người tập chuyên nghiệp nè, mà bây giờ á, ở nhà anh tập cái máy này là anh thấy thỏa mãn rồi. Láo cho anh mất hết 100 cái máy F63 luôn. Nó nói thật luôn á, nhiều khi á anh đi chạy bộ ở bên Mỹ nè, tại vì anh ở Việt Nam thì chắc chắn anh không đi phòng khác rồi, cái đó khỏi bàn, tại anh nổi tiếng quá anh đi phòng khác cũng không được nữa em. Yes. Còn anh ở bên Mỹ anh đi rất là nhiều phòng, thậm chí nó thì có ngày đi 2 phòng luôn. Anh đi đó anh tìm hiểu đó để coi bển nó xài cái hệ cái ô gì và cái cách bên bển nó tiếp xúc làm sao, có nó khác gì Việt Nam mình hay không, để từ đó mình cái gì hay mình học thêm. Đó. Thì cái máy này nó tính năng nó nhiều hơn, nó đa dạng hơn, và nói chung là nó dễ nó đương nhiên là mình nó không nói nó hơn kia nha. Ủa mà nó hơn kia nó bố láo, cái máy người ta 4-5 ngàn đô, mấy cái máy này có 25 cũ mà đòi hơn cái kia. Xét về tổng thể kia, bên kia có thể nó hơn về thẩm mỹ, bên kia thế kia nó hơn về khung, về khiết độ nặng này nọ kia, motor mua tiết chi nó. Nhưng mà để cho một cái máy ở gia đình đó, một để cho cái máy tập ở gia đình hoặc là cho mấy thằng PT tập á, thì cái máy này nó dư sức, tính năng nó rất là đầy đủ, rất là ok, và chắc chắn nó sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Đó. Và những ngày hôm sau đi, Duy sẽ trải nghiệm tiếp từng chương trình cụ thể và cách tập cụ thể để làm một cái series video hướng dẫn cho khách hàng luôn. Thấy không? Làm video hướng dẫn cho khách hàng. Thứ nhất là tải cái app về sao, kết nối sao, đăng nhập sao, quản lý lịch trình, hành trình sao, nhịp tim, nhịp tủng nó ra làm sao. Nó nhiều lắm. Thôi các bạn chờ đi nha. Hay thì mua sếp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu Đức Vũ 3 triệu Hải Bánh 3 triệu Vi Phạm 3 triệu Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.